Vanguard đã được áp dụng rất thành công trong Valorant từ khi tựa game bắn súng này ra mắt, khiến Valorant ngày càng phổ biến và dần soán ngôi vương của Counter-Strike. Danh tiếng chống hack hiệu quả cũng vì thế gắn liền với Vanguard, khiến những người kỳ vọng nó sẽ đẩy lùi vấn nạn tuôn thủ hoành hành ở các bậc rank cao thời gian qua. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, Riot chính thức cập nhật hệ thống chống gian lận Vanguard cho Liên minh ở bản 14.9. Tuy nhiên ngay sau đấy đã dấy lên cuộc tranh cãi trong cộng đồng Liên minh Việt và thế giới về ảnh hưởng tiêu cực của Vanguard lên người chơi, thậm chí cả máy tính của họ. Hôm nay mời các bạn cùng XTV giải mã Vanguard, lợi hay hại cho game thủ nhé! Cách thức hoạt động của Vanguard. Vanguard là một phần mềm chống hack ở cấp độ sâu hơn so với các phần mềm chống hack thông thường. Hệ thống này hoạt động bằng cách chạy một trình điều khiển chế độ kernel trên máy tính người chơi, cho phép giám sát các hoạt động của hệ thống và phát hiện phần mềm gian lận. Các hành vi dùng tool để auto né chiêu, tung chiêu trúng 100% sẽ bị Vanguard phát hiện và khóa tài khoản. Tuy vậy, Vanguard không hẳn là chạy liên tục. Trình điều khiển bật lên khi khởi động nhưng không nhận lệnh gọi và không kết nối mạng cho đến khi bạn chạy một trong các trò chơi của Riot. Khi bạn khởi chạy Liên minh, client Vanguard sẽ liên lạc với trình điều khiển để xác nhận rằng mọi thứ đều ổn 100%. Và nếu đúng như thế, bạn sẽ nhận được một phiên chống gian lận hợp lệ và có thể kết nối với máy chủ Liên minh. Sau đấy, các lệnh chỉ dẫn từ client sẽ bắt đầu kích hoạt các tính năng trong trình điều khiển để theo dõi những thứ có thể can thiệp vào quy trình an ninh của Liên minh và ngăn chặn chúng. Vanguard có an toàn không? Quyền truy cập nâng cao được cấp cho Vanguard làm dấy lên nhiều lo ngại về các rủi ro bảo mật tiềm ẩn. Dù Riot luôn trấn an người chơi rằng mọi chuyện đều ổn, tuy nhiên vẫn có nhiều người cảm thấy để một phần mềm lạ chạy ngầm cùng Windows là không an toàn. Theo chia sẻ từ Riot, Vanguard được phát triển với tôn chỉ cam kết bảo mật dữ liệu. Với tôn chỉ đó, Riot ưu tiên làm cho sự tích hợp của Vanguard với máy tính minh bạch và điều khiển được. Song song đấy, vẫn giữ được tất cả các tính năng bảo mật. Đó là lý do bạn có thể thấy biểu tượng Riot Vanguard ở thanh hệ thống khi phần mềm đang chạy. Bạn cũng có thể tắt đi bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng và chọn Exit Vanguard nếu nó làm gián đoạn các ứng dụng khác. Ngoài ra, bạn có thể gỡ cài đặt Vanguard. Tuy nhiên hãy nhớ rằng Vanguard phải chạy thì bạn mới có thể chơi Liên minh nha. Thực trạng tool hack nhức nhối trong Liên minh. Dù Riot luôn nỗ lực đi trước các scripter, bot và tài khoản bot, nhưng điều đấy đã trở nên vô cùng khó khăn sau sự cố bảo mật đầu năm 2023. Vấn đề còn trầm trọng hơn do Liên minh vẫn hỗ trợ một số hệ điều hành không còn được nhà phát triển của chúng cập nhật bảo mật. Theo thống kê những tháng gần đây, cứ 15 trận đấu trên toàn cầu thì có một trận dính script hoặc bot. Ở một số khu vực thì con số này lên tới 1 trên 5. Chưa kể, script hoạt động khá hiệu quả, và khá khen cho những kẻ dùng script rằng chúng ngày càng tiến bộ trong việc chơi game mà không cần dùng tay hay não. Trong thử nghiệm tối ưu, tỷ lệ thắng của những kẻ dùng script vào khoảng 80%. Đặc biệt hơn, 10% trận đấu rank cao thủ trở lên có tài khoản gian lận. Thậm chí ở bậc thách đấu, nơi mà Riot thường xuyên giám sát thủ công, cũng hứng chịu lượng lớn những kẻ gian lận. Đó cũng chính là lý do khiến Riot phải lập tức áp dụng Vanguard và Liên minh nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người chơi. Phản ứng của cộng đồng về Vanguard. Có vẻ do Riot áp dụng Vanguard quá vội vàng và chưa kịp kiểm thử trên tất cả các hệ máy, nên người chơi gặp rất nhiều lỗi và liên tục than phiền. Yasuke, một streamer trên nền tảng Twitch, cáo buộc Vanguard giả mạo các tập tin không liên quan, ngăn một số chương trình khởi động và khiến một số chương trình khác bị treo. Một số người còn nói Vanguard đang biến máy tính của họ thành cục gạch.
Tuy nhiên, Riot phủ nhận điều này, đồng thời cấm người chơi thảo luận về nó trên diễn đàn. Một streamer nổi tiếng khác là LS nói rằng cả hai máy tính của anh đều bị hỏng sau khi cài Vanguard. Anh đã cố sửa một cái bằng cách tháo pin BIOS và vài thủ thuật khác. Tuy nhiên, cái còn lại đã hỏng hoàn toàn. Đến cả các streamer còn rơi vào cảnh tồi tệ như vậy, thì game thủ bình thường cũng không tránh khỏi tình huống tương tự. Những ngày gần đây, nhiều game thủ Việt liên tục than phiền máy tính của họ gặp lỗi, không thể khởi động liên minh sau khi cài Vanguard. Tình trạng lỗi của mỗi người khác nhau và cách sửa cũng vô cùng đa dạng. Liên minh huyền thoại, từ một game plug and play vào là chơi, bỗng trở thành một game phải vọc vạch, không kém gì CS2. Trong khi một số hacker vẫn thản nhiên livestream dùng tool né chiêu trên TikTok. Hy vọng thời gian tới, tình hình sẽ sớm được cải thiện. Phản hồi từ Riot Games. Matt Paoletti, chuyên gia chống gian lận của Riot tuyên bố, hàng loạt vấn đề mà người chơi đang gặp phải không liên quan đến việc ra mắt Vanguard, đồng thời đưa ra giải pháp khởi động lại các thiết bị ảnh hưởng và chạy chương trình khắc phục sự cố troubleshooting của PC. Nhân viên Riot này cũng đề nghị bất cứ người chơi nào không hài lòng có thể đăng nhật ký logs của Vanguard lên trang hỗ trợ liên minh để nhanh chóng tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, tất cả bình luận của anh đều đã bị gỡ, không rõ lý do. Ngày 3 tháng 5, Riot chính thức đưa ra bình luận về vụ việc. Hãng phủ nhận Vanguard làm hỏng máy tính và tuyên bố chỉ 0,03% người chơi liên minh báo cáo các vấn đề liên quan đến bản cập nhật mới. Đại diện Riot cho biết, hầu hết vấn đề liên quan đến các lỗi thường gặp hoặc driver không tương thích. Chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào Vanguard làm hỏng máy tính người chơi. Không thể phủ nhận lợi ích của Vanguard trong liên minh khi nó giúp tựa game MOBA này trở nên trong sạch và công bằng hơn. Thậm chí ta có thể mơ về một tương lai sạch bóng Tunhack. Tuy vậy, ảnh hưởng của nó đến trải nghiệm người dùng cũng gây phiền phức không kém. Vậy bạn có ủng hộ Vanguard trong liên minh không? Hãy chia sẻ cảm nhận từ khi phần mềm này chính thức ra mắt nhé!